Chào các bạn, trong video này chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập thi chứng chỉ Microsoft Office Specialist dành cho ứng dụng PowerPoint phiên bản 2016. Thì với nội dung của clip này, chúng ta tập trung vào việc là merge contents, tức là các bạn sẽ lấy nội dung, trộn cái nội dung from multiple presentation, tức là từ nhiều các cái bản thuyết trình khác nhau về cái bản thuyết trình của mình. Thì cái nội dung này thì chúng ta sẽ có phần đầu tiên là insert slides from another presentation, tức là các bạn sẽ lấy các cái slide từ các cái bản thuyết trình khác và chúng ta đưa vào bản thuyết trình của mình. Thế bình thường nếu mà cái phần này các bạn đọc qua thì các bạn sẽ nghĩ là à, như vậy là chúng ta sẽ mở một cái file PowerPoint khác, sau đó chúng ta chọn những cái trang chúng ta muốn 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 dùng, copy nó, sau đó chúng ta vào cái bản PowerPoint này và chúng ta dán vào những vị trí chúng ta cần. Thực ra việc đấy thì cũng được, nhưng mà khi mà chúng ta làm bài thi, việc đấy nó không hợp lý đối với những cái bản PowerPoint từ cái phiên bản 2010 trở về sau này. Và ngoài ra nữa, có một việc khác mà các bạn cần phải để ý là nếu mà chúng ta làm đúng chức năng thì cái thao tác đấy nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Các bạn không phải là chuyển file này copy xong sang file này dán vào, mà chúng ta sẽ phải dùng đúng một chức năng. À, nếu bạn nào biết rồi ấy, thì chúng ta có thể thử. À, còn nếu mà chúng ta chưa biết thì bây giờ có thể làm theo cái thao tác của tôi, tức là chúng ta sẽ vào thẻ Home. À, sau đấy các bạn thấy cái nút là New Slide, tức là để tạo trang slide mới. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ không dùng cái nút New Slide bằng cách nhấn thẳng ở đây, mà chúng ta sẽ nhấn mũi tên ở phía dưới và chúng ta sẽ có thể chọn là gì? Real Slides. Tuy nhiên, trước khi thứ nhất là chúng ta biết được cái chức năng mà cho dùng nhé, là trong phần này sẽ là Real Slide. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đưa nó vào là các bạn sẽ phải di chuyển đến cái vị trí, ví dụ như là yêu cầu là các bạn sẽ phải thêm trang slide mới, ví dụ như là thêm trang bao nhiêu đấy từ trong cái bản thuyết trình kia vào tiếp theo, tức là ngay sau cái trang slide số 12. Thì nếu các bạn cảm thấy chưa quen lắm, chưa tự tin lắm mà không 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 chắc lắm chẳng thì mình nên nhấn vào cái vị trí phía sau cái trang 12, ví dụ giữa 12 với 13 như thế này chẳng hạn. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiện ra cái dấu cho biết là ở vị trí chèn nó nằm đấy. Còn thực ra thì các bạn có thể kích vào trang 12 không cũng được. Thì để tránh trường hợp là đôi lúc chúng ta nhầm lẫn giữa việc là insert. Nếu mà các bạn chọn insert thì các bạn thường trượt phải vào đối tượng đấy, sau chúng ta chọn new slide và nó sẽ chèn. Thì các bạn nhìn thấy này. Thì các bạn sẽ thấy là trong nhiều trường hợp thì cho thấy là insert thì nó sẽ chèn lên trên. Thế nhưng mà ở trong cái trường hợp mà cách PowerPoint nó hành xử nó có thể hơi khác một chút, tức là new slide nó sẽ xuống một cái trang dưới chẳng hạn. Thì tránh trường hợp là có thể các bạn nhầm giữa việc là insert có thể chèn lên trên, thì có thể là chúng ta nhấn vào giữa giữa này thì các bạn làm bài thi nó sẽ đảm bảo hơn. Còn thực tế thì các bạn làm nào cũng được, bởi vì nếu mà chẳng may có sai sót thì các bạn có thể di chuyển kéo lại, hoặc chúng ta làm quá quen quá thạo rồi thì lúc đấy các bạn có thể thoải mái biết là nhấn vào đâu cho nó tốt. Rồi quay trở lại vấn đề của chúng ta là new slide, thì các bạn nhấn cái phần ở phía dưới của nút new slide, nhấn vào cái chữ new slide đó. Và cho thấy cái nút là real slide. Thế sau khi tôi nhấn cái nút là Real Slide rồi thì các bạn thấy này, nó sẽ ra một cái panel về cái việc là Real Slide như thế nào, có thể là từ Slide Library hoặc là chúng ta làm ấy, thông thường là có thể các bạn sẽ được yêu cầu là sử dụng lại các cái trang slide từ một cái bản thuyết trình nào đấy, một cái file PowerPoint nào đấy sẵn rồi. Thế ta có thể chọn là Open a PowerPoint file, và các bạn thấy là ở đây là cái file của tôi đang dùng, đây là file 5.1 và tôi đang open file ở đây là gì, file 4.3, tức là tôi đã đặt sẵn này để tôi đỡ mất công đi tìm. Còn nếu các không, các bạn có thể nhấn browse đây và chọn là browse slide library hoặc là chọn là browse file thì cũng tương tự như vậy. Thế ở đây thì tôi chọn nhanh cái file 4.3. Sau khi có file 4.3 nhanh rồi, ví dụ tôi đứng ở dưới trang số giữa trang số 12 và 13 như thế này và tôi thấy là gì, đọc các nội dung trên này, cái nội dung nào mà cái trang slide nào mà ta muốn đưa vào á, là chúng ta có thể là retrieve vào cái trang slide đấy. Ví dụ như là các bạn retrieve đây này sẽ thấy này, cái file này là file nó có, các bạn thấy nhìn cái tiêu đề phía trên đấy, cương ôn thi chứng chỉ chẳng hạn, và phía trong đấy á, thì nó sẽ viết cái tiêu đề của cái trang slide đấy. Các bạn thấy là insert and format, insert and format text shapes, ok rồi. Thì ví dụ kích ở đấy một cái xem nào. Đấy, thì sau khi các bạn kích ở đấy nhé, các bạn sẽ thấy là thế đấy, đúng cái nội dung lại insert and format text shapes này, nó sẽ được đưa vào đây, đúng cái trang slide đấy. Rồi tiếp tục như vậy, nếu các bạn muốn đưa thêm vào nữa nhé, lại đúng vào cái trang slide đấy, và bây giờ cho quen rồi chẳng hạn thì có thể đứng thẳng vào trang slide đấy và chúng ta tự tin nhấn tiếp là gì, insert and format text đấy, ví dụ tôi kích ở đấy chẳng hạn, thế là tôi thêm được hai trang như thế này.
Thì đấy là cái cách để chúng ta đưa một cái bản thuyết trình, một cái số cái trang slide từ bản thuyết trình khác vào cái bản PowerPoint của mình. Và nó khớp với cái nội dung thi của cái phần này. Rồi tiếp, các bạn có thể có là gì? Compare to presentations. Cái nội dung này chứ là chúng ta sẽ phải so sánh xem là giữa hai bản thuyết trình thì cái sự khác biệt của nó là như thế nào. Cái chức năng compare này thì bây giờ tôi đóng cái cửa sổ Reuse Slides lại vì tôi không cần dùng đến nó nữa. Cho thấy là với cái nội dung của trang của bản thuyết trình của chúng ta ở đây, chúng ta muốn so sánh xem là cái bản thuyết trình này với bản khác nó khác nhau như thế nào á. Thì các bạn thấy này, cái này nó liên quan đến cái việc là chúng ta sẽ phải xem xét đánh giá cái sự khác biệt giữa cái bản thuyết trình. Do vậy, cái chức năng mà chúng ta cần tìm thấy khả năng lớn nó sẽ nằm trong thẻ review. Và khi các bạn vào thẻ review, các bạn sẽ nhìn thấy cái chức năng là compare chỗ này. Rồi nhấn vào cái thẻ compare nha. Nhấn vào cái nút nút compare thì chúng ta sẽ được hỏi về cái vị trí. Các bạn có thể đi tìm file và tôi tìm lại đúng cái file 4.3 kia. Xong tôi chọn là merge. Sau khi mà các bạn chọn merge xong rồi thì thấy là nó hiện ra thêm một cái thanh revisions. Và trên đấy nó có khá nhiều thông tin gì đấy. Có vẻ là ta chưa quen lắm nha. Ở phía bên tay, tay trái của các bạn thấy là trên cái trang slide này cũng có cái gì đấy hơi lạ lạ. Trên cái phần là gì? View dưới dạng outline và thumbnail. Cái này là cái trạng thái view normal của chúng ta. Thì cho thấy là trên cái trạng thái view normal này chúng ta cũng thấy là có những cái nút gì lạ lạ nó xuất hiện. Thì vấn đề ở chỗ là các bạn sẽ phải làm quen với các cái nút này. Và chúng ta sẽ xem là nút đấy nó tác dụng như thế nào. Nếu các bạn cảm thấy chưa quen lắm nhé, thì ta có thể thử này. Ở trong cái phần review, thực ra là phía dưới này, presentation change là nó đã kê ra tất cả những sự thay đổi đây rồi. Nhưng các bạn cảm thấy chưa quen lắm, có thể nhấn thử nút nút next ở chỗ này chẳng hạn. Khi nhấn next thì chúng ta sẽ thấy là, hoặc là previous này, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ di chuyển qua lại giữa những sự thay đổi. Ví dụ cái đầu tiên là session settings là có sự thay đổi về cái session setting ở trong cái này. Nếu mà chúng ta tích lấy một cái thì thấy là gì, có những cái session mới hiện ra các bạn thấy không, ví dụ default session này rồi cái bài một gì đấy chẳng hạn. Ở đây nếu kéo 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 xuống thì thực ra nó có thêm những cái session bài 2 ạ. Đó thì cái việc mà các bạn tích hay là không tích cái phần session này là nó sẽ chấp nhận, nếu các bạn chọn vào đấy nhé thì nó sẽ là chấp nhận cái sự thay đổi đấy, thay vì chúng ta sẽ phải retry đây nhấn cái nút là accept change, tức là chấp nhận cái sự thay đổi hiện thời. Khác với việc là upset all change to the presentation chẳng hạn, thì lúc đấy là nó chấp nhận tất cả. Thế thì chúng ta đồng ý cái nào thì tích cái đấy. Rồi ví dụ cái này cho re chuột xuống đây chẳng hạn, các bạn re chuột vào đây chờ một chút xem nào. Nó báo là có cái theme đã được thay đổi. Cái theme thay đổi là những cái trang slide là trang 1 đến trang 12 và trang 15 đây chẳng hạn. Đó. Thì selecting this checkbox, ok. Rồi ví dụ như chúng ta tích ở đây cái thì cái việc thay đổi theme, tức là cái file kia, cái file 4.3 kia nó có sự thay đổi khác với cái file 5.1 này. Thì nếu mà chúng ta tích ở đây thì những cái trang từ 1 đến 12 và trang 15 nó được tác dụng. Đó, thì bạn check vào đây cái xong. Rồi ta thử re chuột ở đây xem có cái gì xảy ra. Ví dụ với cái nội dung các bạn thấy là với những thay đổi trên này mà chúng ta lựa chọn nhé, thì ở phía phần là presentation change, tức là liệt kê ra tất cả những cái sự thay đổi trên cái bản thuyết trình này á, là nó sẽ được tích 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 tích, tức là các bạn có thể tích bên này cũng được. Ví dụ vào đây mà các bạn thấy tích ở đây, di chuyển đến những cái phần mà chúng ta muốn. Sau khi tích ở đây thì phía bên bên tay trái của các bạn cũng được chọn, thế thì các bạn có thể dùng bên này hoặc dùng bên kia đều được. Thế nhưng mà nếu mà muốn xác nhận sự thay đổi đấy, ví dụ ở đây chẳng hạn, các bạn đọc thấy là gì? Cái trang slide có cái nội dung là gì? Insert thêm cái content. Các bạn thấy là insert thêm content, tức là có trang slide các bạn thấy này. Các bạn thấy là cái biểu tượng này này nó nằm trơ vơ, nó không có nằm trên một cái trang slide nào cả. Thì nếu mà mình erase đấy có nghĩa là gì? Cái việc mà các bạn tích ở đấy nó sẽ xác nhận các bạn là thêm một trang slide nữa vào vị trí này. Ta thử vào đấy nha. Kích cái đây cái xem. Đấy các bạn thấy không? Là nó thêm một cái trang slide vào đấy. Và chúng ta có thể kích vào trang số 2 này, và chúng ta xem những cái gọi là gì, những cái thông tin mới mà có ở trên cái trang này. Trang này mới nguyên, mới tinh luôn. Rồi các bạn có thể re chuột xuống đây, ví dụ như là chúng ta thấy có chỗ này có insertion after cái gì đấy, kích ở đây thêm thêm những cái gì ở trên này. Thì nếu các bạn muốn xem thêm có thể xem đây.
Nhưng nó có thể có một số cái sự thay đổi khác, ví dụ những cái sự thay đổi trong trang slide ạ. Ví dụ tôi kích vào trang này, báo là no change, các bạn thấy gì? Ở đây, ví dụ trang số 5 của tôi đấy ạ. Tôi kích ở đây, cái phần tôi chuyển sang phần slides nhé. Vừa nãy là details rồi, để xem chi tiết rồi. Giờ sang phần slides là những cái thay đổi trong từng trang slide mà chúng ta xem. Thì đứng trang 5 này không có thay đổi gì, nhưng mà ví dụ trang 4, trang 4 có sự thay đổi này. Thì nếu mà các bạn chấp nhận cái sự thay đổi này, cái thay đổi nó liên quan đến cái thêm cái thay đổi, nó sẽ có một số cái thay đổi thêm khác nữa. Thì nếu mà các bạn đồng ý xác nhận thì các bạn có thể tích vào đây. Trong cái khi mà các bạn reject này, click to reject all changes by this reviewer chẳng hạn, thì các bạn có thể kích mũi tên thả xuống đây và chọn là reject all changes, bởi vì lúc trước là chúng ta đã xác nhận thay đổi cái thêm rồi. Thì bây giờ nếu mà chúng ta bỏ cái dấu tích này đi, thì các bạn thấy là gì, cái vừa nãy lúc mà các bạn accept cái change về theme ở trên này thì nó tác động đến những cái trang này, trang 4 từ 1 đến 12, xong rồi trang 15 ạ. Thì trang 4 này nó có cái sự tác động, trang 4 có sự tác động, nếu các bạn tích đầy nữa thì nó lại gỡ tiếp cái sự tác động đấy đi. Rồi ví dụ ta đứng vào trang số xem nào, những cái nội dung ở trên này, tức là nội dung nữa, trang số 3 chẳng hạn. Khi các bạn đứng vào trang số 3 thì các bạn thấy là trên trang số 3 này có cái, nó có cái biểu tượng sự thay đổi, nhưng biểu tượng sự thay đổi này lại đứng vào một cái hộp chứ nó không đứng bên ngoài này. Thì nếu mà các bạn re chuột vào đây và kích thử ở đây thì các bạn sẽ thấy này, chỗ này có nghĩa là nó là gì, có thêm cái chữ là mở ngoặc 30 gạch 35 đóng ngoặc phần trăm để đóng ngoặc. Có nghĩa là nếu mà chúng ta tích vào đây thì cái sự thay đổi này được áp dụng vào cho cái trang slide này. Rồi đấy là cái cách để chúng ta review, tức là các bạn sẽ phải xem có những sự thay đổi nào và cái sự thay đổi nào mà muốn xác nhận thì chúng ta tích vào đấy một cái. Thì các bạn thấy là trong bài thi người ta yêu cầu mà có sự thay đổi nào mà cần xác nhận ấy, thì các bạn nhớ là phải tìm đến đúng cái sự thay đổi đấy. Các bạn có thể nhấn cái nút là next hoặc là previous như này chẳng hạn. Đó. Thì cho di chuyển giữa các sự thay đổi đến cái sự thay đổi mà mình cần. Đó. Và sau đấy chúng ta tích vào để accept. Rồi. Chúng ta chỉ cần chọn tất cả những cái gì mà chúng ta muốn giữ lại sự thay đổi đấy. Còn lại tất cả những sự thay đổi khác mà chúng ta không muốn giữ thì chúng ta cứ để nguyên, không có chọn gì cả. Và khi mà chúng ta kết thúc cái quá trình mà xác nhận việc này rồi, các bạn có thể nhấn nút là end review. Tuy nhiên là trước đấy thì tôi muốn xem lại một chút về sự thay đổi đây, thì chúng ta thấy là ở phía dưới này các bạn thấy là click to see all slides such as this position, tức là ở đây nó sẽ có những cái trang slide được thêm vào nữa nếu chúng ta tích cái mũi tên nhấn vào cái nút này chẳng hạn. Và các bạn thấy này, ở đây nó có khá nhiều sự thay đổi, được thêm vào rất nhiều trang. Thì ví dụ tôi thêm một cái trang tầm giữa giữa ở đây chẳng hạn, ví dụ tôi tích vào cái trang này, các bạn sẽ thấy là thêm một trang vào đây. Nhưng mà chú ý rằng là gì, nếu re chuột cái sự thay đổi kia là nó sẽ thêm một cái nút ở dưới này. Tại sao? Tại cái trang mà chúng ta vừa mới thay đổi vào là nó nằm giữa giữa trong cái danh sách này. Khi các bạn thêm vào giữa thì cái sự thay đổi dưới cùng này nó sẽ được thêm vào vị trí ở đuôi của trang đấy. Ví dụ chúng ta có 6 trang, các bạn xác nhận là thêm trang số 5, thế thì một sự thay đổi đấy bao gồm từ trang 1 cho đến trang 6, thì cái sự thay đổi từ 1 đến 6 đấy, người ta chấp nhận trang số 5 thì cái sự thay đổi thứ 6 nó lại nằm ở dưới trang số 5, còn ở phía trên ấy thì chỉ có sự thay đổi trang 1, 2, 3, 4 là nó còn lại. Thì đấy là một số cái để chúng ta biết và chúng ta làm quen trong cái quá trình mà điều chỉnh sự thay đổi. Và sau khi các bạn xong rồi thì các bạn nhấn cái nút là End Review và chọn Yes để chúng ta xác nhận việc đấy thôi. Thì sau khi các bạn chọn Yes rồi thì toàn bộ quá trình review kia được xác nhận. Và những cái thay đổi gì cần có thì nó sẽ có luôn ở trên cái bản PowerPoint của các bạn. Rồi, đấy là cái việc là so sánh các cái trang slide với nhau. Còn chúng ta có là insert comment là thế nào. Ví dụ như là tôi di chuyển đến một cái trang slide đây chẳng hạn, và tôi muốn chèn thêm comment vào chỗ nào đấy. Comment các bạn có thể chèn vào trang slide được. Cái thẻ các bạn vẫn làm là thẻ review thôi. Ví dụ tôi đứng ở trang số 14, tôi nhấn nút new comment, thì ta có một cái comment dành cho cả cái trang này, nó không xác định vào một cái ô, một vị trí nào đấy chẳng hạn. Thì tôi chỉ ví dụ thử cái comment cho trang chẳng hạn, ví dụ thế. Còn nếu mà tôi thử kích vào một cái đối tượng nào đấy trên này, hay là tôi thử chọn một đoạn chữ nào đấy trên này và cũng chọn new comment, thì các bạn sẽ thấy này, comment cho nội dung chẳng hạn. Và nếu nhìn ấy, các bạn sẽ thấy là gì đấy, cái comment cho nội dung này là nó sẽ đi cái hộp comment này
cùng với cái nội dung đấy. Rồi. Thế các bạn có thể reply lại các comment đấy. À, ví dụ như là mình viết comment ra và người khác khi người ta xem mà người ta muốn thay vì lúc trước ấy, các cái phiên bản cũ ấy là comment thêm vào. Còn đây các bạn có thể reply, tức là có thể trả lời cái, chính cái comment của mình hoặc là comment của một người khác. Ví dụ trên đây chẳng hạn, tôi sẽ thử trả lời comment. À. Rồi. Xong. Đấy thì đấy là cái cách để chúng ta thêm comments và có thể trả lời được comment. Chứ ở đây các bạn thấy là insert comment không, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ chỉ chèn nó vào không, mà chúng ta có thể là gì, làm cái động tác khác, bởi vì bài người ta có thể yêu cầu các bạn làm nhiều thao tác khác nhau liên quan đến cái việc này. Rồi. Rồi còn review comments là thế nào? Với cái phần là review comments thì các bạn có thể là di chuyển qua lại để tìm kiếm các comment. Các bạn để ý là gì? À, vừa nãy là cái nhóm của chúng ta là nhóm compare để so sánh nhé. Bây giờ có cái nhóm là comments ở trên này. Các bạn có thể nhấn previous để di chuyển đến cái comment trước. Đấy, các bạn thấy không? Ừ. Khi làm bài thi người ta hỏi các bạn, người ta sẽ có thể yêu cầu các bạn là gì? Tôi cần phải sửa một cái comment nào đấy, trả lời một cái comment nào đấy chẳng hạn. Thì các bạn có thể nhấn cái nút là next để di chuyển đến comment tiếp theo. Và ví dụ như chúng ta cần điều chỉnh cái gì, xóa comment đi chẳng hạn, các bạn thấy có dấu chéo bên này để xóa comment này. Đấy. Review comment thì các bạn có thể là di chuyển đến từng cái comment trên đấy, và nếu cần xóa thì các bạn sẽ có delete này. Delete thì ở đây chúng ta sẽ có delete cái comment đấy thôi. Nhấn đây nó cũng sẽ delete đúng cái comment này. Như các bạn có thể thấy này, delete toàn bộ các comment và các cái inks, là chúng ta có thể là dùng bút gì đó, nốt ở trên cái trang slide này. Delete toàn bộ comment và các cái mực và những cái viết mà chúng ta viết trên toàn bộ bài thuyết trình này. Đấy. Thì tùy theo nhu cầu mà các bạn có thể chọn một trong số những cái thiết lập ở trên này cho nó phù hợp với bài thi. Thì phần review comment chỉ đơn giản là như vậy. Nếu có bất cứ vấn đề gì cần trao đổi thêm liên quan đến nội dung thi này hoặc các cái nội dung thi khác thì các bạn có thể liên hệ với tôi theo các thông tin ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào các bạn.